Em xin chào mọi người ơi. Thì em cũng đã giới thiệu với mọi người rất là nhiều loại sen đá rồi. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một loại sen đá này đây mọi người ơi. Đây ạ, mọi người thấy quan sát về bề ngoài là mọi người thấy nó đã rất là đẹp rồi đúng không ạ? Ở cái viền ngoài thì nó sẽ màu vẫn còn màu xanh xanh như thế này, nhưng mà ở trong nó là màu hồng nhá mọi người. Hồng hồng như thế này rất là xinh nha mọi người ơi. Đó. Thì đây là sen đá mà rất là nhiều người yêu thích mọi người ơi. Đây là sen đá Pink Game nhá mọi người ơi. Là size này thì nó có kiểu là đường kính tầm 5 đến 8 cm thôi mọi người ơi. Đó. Đó, đường kính của nó là tầm 8 cm, 8 đến 10 cm đã mọi người ơi. Đó. Thì cái loại sen đá này thì mình nghĩ là đã không còn xa lạ gì với mọi người rồi. Tại vì nó có rất là nhiều loại sen đá mà nó cả là mix với nhau ấy. Mọi người chắc là cũng đã từng xem qua rồi, đã từng sở hữu loại bao nhiêu thế này rồi. Thì hôm nay thì em xin giới thiệu với mọi người cái loại sen đá Pink Game này. Thì loại này là loại sen đá xương rồng, là loại cây cảnh tượng trưng cho tình yêu này, sự may mắn này. Cái sen đá này thì có sức sống mãnh liệt, vì vậy mà người ta thường gửi gắm này, gửi gắm hoa sen đá ở những mơ ước này, giống như là cầu nguyện cho một tình yêu bất diệt và trường tồn với thời gian đó mọi người ạ. Đó. Cái loại sen đá này ấy thì rất là đẹp và có rất là nhiều người mà mua cái cây này. Thì cái cây sen đá này là một loài cây mà khá là dễ trồng, dễ chăm sóc. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì có một số đặc điểm sinh học mà chúng ta phải lưu ý nhá. Chúng ta còn phải xem xét nữa mọi người, và nó rất là dễ chăm sóc. Thì tên thường gọi của nó là sen đá Pink Game nhá mọi người. Đó. Thì mình cũng thường hay gọi tắt là gọi là sen đá thôi mọi người ơi. Đó, ít khi gọi cái tên là Pink Game đó mọi người ạ. Đó. Thì sen đá là một loài sen rất là dễ chăm sóc và mọng nước này, bởi vì cây là cây mà nó là loại cây ưa nắng nhá mọi người, là thích hợp trồng ở những nơi mà khô cằn này. Đó, và loại sen đá này là sen đá cây mà nó rất là mọng nước. Các bạn có thể thấy là nhánh của nó rất là tươi và mọng nước đúng không ạ? Đó, căng tròn. Đó, nó có thể duy trì sự sống qua những cái ngày khô héo kéo dài, những ngày hạn mà kéo dài, những ngày nắng nóng ấy mọi người. Sen đá thì có khả năng sống sót rất là cao ở những nơi khô cằn, và lá của nó mọc thành những bông hoa. Đó. Nên là được gọi là sen đá Pink Game. Thì các dòng sen đá thì cũng như nhau thôi mọi người ơi, về cách chăm sóc và cái kiểu là cái khí hậu này, hay là kiểu là cái thích nghi của cây ấy, thì các loại sen đá đều là giống nhau về mấy cái đó. Nó chỉ khác về hình dáng thôi mọi người ạ. Đó, nó chỉ khác về hình dáng và tên thôi. Đó, cái hình dáng này thì nó rất là đẹp, tại vì nó có màu hồng điểm nhấn ở giữa đó mọi người, thấy rõ không? Đó, cái màu hồng là điểm nhấn đấy mọi người ạ. Nó rất là khác và nó đặc biệt ở chỗ đấy luôn á. Thì cái sen đá Pink Game này là nó biểu tượng cho cái sự ý chí kiên cường phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, bởi cái sức sống mãnh liệt của nó, thích nghi với mọi khí hậu, mọi địa hình và sống quanh năm. Khi mà lá của nó đã rụng dần đấy, là nó có thể mọc thêm cái chồi mới, chồi non mới nhá mọi người. Ngoài ra sen đá cũng có ý nghĩa là mang lại sự bình yên này, điềm lành cho gia chủ. Và cái bởi vì là cái lá của nó thường xếp thành hình của những bông hoa sen, giống như là đài sen mà Phượng Bà Quan Âm hay ngồi ấy mọi người. Mọi người thấy giống cái đài sen không? Đó. Đây, mọi người thấy rõ không? Nó là còn màu hồng nữa, nó rất là đẹp mọi người ạ. À. Còn đối với các bạn trẻ hiện nay ấy, thì sen đá này mang ý nghĩa tượng trưng cho tình bạn bền chặt này, tình yêu vĩnh cửu và một mối quan hệ tương thân bên nhau mà trong những cái ngày hoạn nạn các thứ này. Đó, cũng như là cái cánh sen đá này nó đang xen vào nhau ấy, để cho cái tình yêu tình bạn của mình nó khăng khít hơn, nó bền lâu hơn đó mọi người ạ. Đó. Thì cái sen đá này ấy là một loại cây mà có hình dáng và sức sống rất là đặc biệt. Phải không chúng mọi người thấy không? Đó. Bởi vậy mà cái lợi ích của nó cũng rất là đặc biệt mà không kém ở đâu mọi người ơi, nó không thể nào mà so sánh được với các loại cây khác ấy mọi người. Chúng ta có thể sử dụng sen đá này để làm cây cảnh này, trưng bày. Tại vì sen đá này là một loại cây mà nó có sức sống rất là mãnh liệt này. Nên là ít tốn công chăm sóc và được nhiều người trồng để trang trí trong nhà và khách sạn này, hay là văn phòng. Hơn nữa thì trồng sen đá này nó có mang ý nghĩa là sự bình yên, điềm lành cho gia chủ đấy. Nếu mà mình sử dụng sen đá này để mà làm quà tặng cho người thân, bạn bè, người yêu của mình,
thì nó tượng trưng cho sự bền lâu này, vĩnh cửu này. Đó thì hợp để tặng cho những người mà mình thương yêu nhất. Đó, khi tặng cái một chậu sen đá pink game như thế này với màu sắc hồng đẹp ở giữa như thế này thì người mà tặng còn muốn gửi gắm cái tâm ý như là mong ước về sự thân thiết bất tử trong tình cảm và luôn bền lâu bền chặt với nhau. Đó mọi người ơi, thì nó ý nghĩa của nó thực sự là rất là đẹp mọi người ơi, giống như cả cái sen đá này luôn, nó đẹp như y như nhau với mọi người ạ. Hoặc là các bạn cái bầu này mọi người, cái bầu này mà mọi người không thích mọi người có thể trồng ra cái chậu khác nhá. Ví dụ mình lấy cái mẫu, mình để mẫu một cái chậu này cho mọi người, một cái chậu trắng đó, một cái chậu trắng để tạo điểm nhấn cho mọi người đó. Ồ, mọi người ơi, nó nhúc nhích chưa? Đó, mọi người có thể trồng ra cái chậu trắng như thế này. Đẹp lắm đúng không? Đó, thì mình trồng ra cái chậu trắng như thế này thì nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Thì bên mình thì có cả chậu và có cả cây có sẵn luôn nha mọi người. Thì mọi người mà thích mix như thế nào, mọi người thích để ra thì mọi người có thể để ra mà trồng ra chậu, có thể là mình sẽ để ở như thế này luôn, nếu mà mọi người thích thì mọi người có thể để như này luôn, hoặc là mình sẽ trồng ra chậu khác. Nhưng mà mình quên thật với mọi người là mình trồng ra chậu khác, mình thay đất cho cây thì cây sẽ có nhiều dưỡng chất hơn. Đó, đất mới thì nó sẽ có nhiều dưỡng chất hơn và cây nó sẽ khỏe mạnh hơn đó mọi người. Nó cái đấy là mình chắc chắn với mọi người như thế. Còn mọi người có thích hay không, mọi người có muốn trồng ra chậu khác hay không thì đấy là việc của mọi người ạ. Đó, mọi người thích thì mọi người trồng ra, thì đấy là mình cũng không có ý kiến, mọi người chỉ cần ủng hộ mình thôi ạ. Đó. Thì đây là cái gợi ý mà mình muốn gợi ý cho mọi người thôi. Đó. Và mọi người cũng thường hay có câu hỏi là thì sen đá thì cái loại sen đá mà màu sắc đa dạng thì có thể tìm cái sen đá mà phù hợp với cả bản thân của mình ấy mọi người. Về thì mình sẽ hợp với cả ngũ hành như thế nào, mình sẽ hợp với cả mệnh nào thì chúng ta sẽ chọn cái sen đá mà nó hợp với cả mệnh của mình, dựa vào cái màu sắc bản mệnh của mình và tương sinh tương hợp với cả mệnh của mình nhá mọi người. Thì sen đá thì nó hợp với cả mệnh kim này. Đó. Hợp với cả màu kim thì màu tương hợp tương sinh với mệnh kim đó là màu trắng, màu xám, màu nâu và màu vàng. Vậy nên là chúng ta có thể chọn những cái sen đá mà màu nâu này, màu trắng này hoặc là màu vàng. Ví dụ như là sen đá sỏi trắng này hay là sen đá móng rồng, sen đá gold, pink pink game. Đó, cái này là pink game nha mọi người. Đó. Trồng trong một loại chậu trắng như thế này thì quá là phù hợp với cả các bạn mệnh kim rồi mọi người ơi. Nói thật với mọi người là mình cũng mệnh kim đó mọi người. Mình rất hợp với màu trắng và màu xám. Đó. Màu sẫm, màu ghi, màu nâu, màu trắng là mình rất là hợp. Đó, mọi người thấy không? Và sen đá còn hợp với cả mệnh mộc nữa, bởi vì cái sen đá có màu sắc tương hợp thì nó sẽ tương sinh với cả mệnh mộc, vì lá của nó màu xanh thẫm đen như thế nào mọi người. Đó, màu xanh xanh thẫm như thế này, đó. Và sen đá hợp với mệnh thủy, màu sắc của nó tương sinh. Mệnh thủy đó mọi người, mệnh thủy cũng hợp. Nói chung là tất cả các mệnh đều hợp. Nói chung là mình thấy là mình ưng mẫu nào mà mình cảm thấy mình hợp, mình thích thì mình lấy mọi người ơi. Tại vì nó cũng nhiều cái mà khó nói mọi người. Nó kiểu là theo phong thủy ấy. Đó, mọi người cảm giác luôn. Đó, mà chỉ cần mọi người cảm giác là mình thích, mình ưng thì mình cứ chốt. Đó. Thì với cái những cái lợi ích mà mình đã phân tích về cái cây sen đá này thì chúng ta có thể tóm tắt một số cái ứng dụng của sen đá trong cuộc sống, đó là có thể trang trí nhà cửa này, làm quà tặng trong các dịp lễ như là sinh nhật hoặc là những cái dịp lễ mà nó đặc biệt hơn, thì có thể làm hoa cưới luôn nè, có cả sen đá cả hoa cưới luôn, để có thể thể hiện cái sự mong muốn của một cuộc hôn nhân hạnh phúc trăm năm và bền vững như cái ý nghĩa của loại sen đá này đó, sen đá pingo game đó mọi người, rất là dễ nhá. Về cách chăm sóc thì cái sen đá này cần chú ý khá là đặc biệt, về nó là có một nó cần có một cái phương pháp chăm sóc rất là phù hợp. Một số gợi ý như là chúng ta có thể không chúng ta thấy lưu ý nhá, đó là không nên tưới sen đá quá nhiều nước nhá, không nên tưới lên lá của cây sen đá mọng nước, nó sẽ gây thối bẹ lá đó mọi người đó. Và mỗi ngày cần cho cây ra nắng khoảng 6 đến 8 giờ mỗi ngày, và nếu mà cây mà nó có ra hoa thì có thể trang trí thì nên dừng phân bón và nước tưới để cằn cỗi để có thể ép cây ra hoa đó, dùng thêm các phân hữu cơ này, phân NPK đấy để cho có thể mình tưới thêm phân cho cây để coi có thể là nó sẽ phát triển tốt hơn đó mọi người ạ, nó đầy đủ dinh dưỡng hơn. Thì một năm nên thay đất cho cây đó, thay chậu thay đất cho cây một lần đó mọi người ơi, để cho cây ra rễ mỡ và nó có thể kéo dài tuổi thọ nhé mọi người.
Đó, thì đó là một số cái thông tin mà mình chia sẻ với mọi người đó, với những cái người như cái lời mà mình gửi đến các bạn đọc, các bạn có thể là các bạn xem ấy về ý nghĩa của sen đá trong những cái phong thủy này, hy vọng là giúp cho các bạn có thể chọn được một cái cây mà nó ưng ý. Và mọi người ơi, thì mình có để lại số điện thoại và địa chỉ trên tường với mọi người, thì mọi người có nhu cầu mua sen đá thì mọi người hãy liên hệ với mình nhá, mình sẽ tư vấn cho mọi người trọn đời luôn đó. Và bên mình có ship toàn quốc, thì mọi người có nhu cầu mọi người có thể liên hệ và mua nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.